Vâng, hôm nay em Lê Tuấn lại có mặt ở tại Tây Ninh và tiếp tục xuất hiện lên video cho cả nhà chúng ta một siêu phẩm Belarus 892, hai câu và có mọc và có giấy tờ các bác nhé, có biển số giấy tờ đầy đủ, những cái gì mà các bác cần mạnh nhất hiện bây giờ. Và đặc trưng của người mẫu Belarus này có luôn cả coi như là buồng lái, cabin, vỏ thì 18-430 vỏ mới luôn, vỏ trước vỏ sau, hai cầu. Còn em cũng nói luôn cho cả nhà chúng ta xem, tức là mọt thì rộng 2m4, dài 4m2, cao 1m7, cầu cá mát 11 tấn, cầu cá mát 11 tấn, đồng bộ. Và qua đây thì em Tuấn cũng nói cho cả nhà chúng ta biết luôn, nếu như ai mua riêng cái đầu không, có giấy nhá, mọc có giấy luôn. Đây các bác này, đây còn ai mua đầu luôn rồi, chủ nhà dứt bỏ đầu để đuôi lại bán đầu cho các bác. Thì giá đầu giá đuôi thì hôm nay có em chủ đứng đây, còn báo giá luôn cho các bác luôn, cả mọc và cả đầu là 360 triệu các bác nhá, 360 triệu. Đấy, em Belarus đời 99 lốc đen, hai cầu, có cabin, có biển, có giấy tờ và có mọc, rộng dài, dài 4m2, rộng 2m4, cao 1m7, đồng bộ, cầu 11 tấn, hai một tí bò và bánh đôi, vỏ còn mới, tất cả dàn chân còn 90% đến 95% các bác nhé. Đấy, và để vào chi tiết thì em cũng nói với chủ là, em chủ rằng là riêng đầu không là bao nhiêu? 300. Rồi, 300 là cái mọc 60 triệu các bác. Rồi cái đầu 300 nhá. Đấy, có giấy tờ, mọc 60 triệu có giấy tờ luôn. Đây các bác này. Đây. Không, mọc 60 triệu bán đầu. Không, mua đầu thì mua đầu không 300. Mua đầu không là 300. Thì tổng thể là 360 triệu. Mới thì đầu không 300. Rồi hả? Thì nếu như mua, người ta mua chung là 360. Còn nếu như mua đầu không là 300, còn cái mọc để lại. Rồi đấy, rồi đấy, đúng rồi, chính xác. Đấy là Lê Tuấn đang nói chuyện với chủ luôn. Và cả nhà chúng ta nếu xem qua câu chuyện này thì tất cả nhà đã biết rồi, riêng cái đầu là 300, riêng cái mọc là 60 triệu, nhưng bán chung là 360 triệu. Nếu bán đầu trước, phải ưu tiên là bán đầu trước, còn mọc bán sau. Nói này như vậy cho nó dễ. Còn nếu như bác nào mà công ty hoặc là năng si thì hai người chung nhau lên bên này, Lê Tuấn sẽ dẫn đến và mua, người mua mọc, người mua đầu các bác nhá. Để đi vào chi tiết thì thôi, em cũng cho các bác xem giấy tờ đây này. Đấy, đầu này MTZ này nha. Đó, xuất xứ tại Nga. Đấy, có biển số và đăng kiểm là chưa đăng kiểm, nhưng mà giấy tờ đầy đủ và số mọc các bác nhá. Mọc là trọng tải 6.500 tấn, tức là 6 tấn 500, 6 tấn rưỡi, số khung số sườn đầy đủ. Đấy, của Tây Ninh. Rồi, để đi vào chi tiết thì xin mời các bác cùng em tiếp tục trên con đường đi tìm cái cũ của người ta về làm cái mới cho mình. Và hôm nay thì thực tế với các bác thì em cũng đến đây là theo một cuộc điện thoại của người em, yêu cầu là Lê Tuấn sang để đưa lên. Hôm trước Lê Tuấn cũng có lên một video của người em bởi xa quá, thì người em chuyển qua quay thì không được đẹp, đúng bác. Mà Lê Tuấn rất tiếc rằng là sản phẩm này thì Lê Tuấn phải qua hơn 100-150 cây số để qua, để quay lên cho cả nhà. Thì không tiếc không, nhưng quan trọng thứ nhất là các bác đang cần sở hữu. Bác nào có tiền, đúng không ạ, mà các bác có tầm thì các bác phải nhìn ở góc độ thứ nhất, em Belarus hai cầu này các bác nhá, vừa đầy cao lốc gân. Thứ hai, hai cầu vỏ mới, em đang nói ở vấn đề dàn chân của vỏ và mặt các bác nhá. Thứ ba nữa là giấy tờ đầy đủ cho các bác. Đấy, thì trước mắt đây em đang đứng ở trước em là giấy tờ này, biển số này, rồi tất cả dung nham, đúng không ạ. Đấy, các bác ngắm từng cm tất cả đường nét, em đi đến đâu các bác cùng em di chuyển. Rồi chúng ta đi vào cầu trước các bác nhé. Cầu trước thì gồm có vỏ trước đây và cầu trước đang di nguyên bản
Bác nào mà trong đang thích Belarus các bác ngắm cho kỹ rồi các bác comment cho em. Nhiều khi chủ mua nhưng thực tế chủ vẫn chưa rành mà em lại còn không rành nữa thì chỉ chờ các bác. Các bác nhá. Đấy, đài vừa trước. Cầu trước. Zin luôn. Nguyên Si ở chỗ này nó có một chút, tức là nó bị bể phớt một chút các bác nhá, trên này nè. Đấy, thì nó cứ rơi đây đây đây. Đấy, thì nó rớt xuống đây thì nó cứ nhẹ, không vấn đề gì. Còn Nguyên Si tức là từ cầu chân cho vào la răng là đang Nguyên Si các bác nhá. Đấy, từ con ốc từ cm li mm luôn, báo các bác vỏ mới. Tuyệt đỉnh các bác nhá. Đấy. Vỏ trước báo các bác 11.220. Các bác nhá. Đấy. La răng đang Nguyên Si. Đấy. Rồi, có cả chắn bùn cho các bác luôn. Đấy. Rồi em đi qua bên này để cho các bác xem luôn nha. Đây, cái này là số giấy đầu là 70 là A 3168. Rồi tiếp tục đi sang bên này cũng như bên kia. Đấy, một màu đỏ huyền thoại của Belarus. Thường thường em vẫn nói với các bác là những sản phẩm đầu như thế này thì chúng ta nói là người mẫu, siêu mẫu, đúng không ạ? Ít khi mà những người Tây Ninh xuất xứ, em vẫn nói thường ở trên kênh của em là những siêu mẫu hai cầu là Tây Ninh là xuất xứ đầu tiên. Đấy, cũng như MBZ cũng như Belarus. Đấy, là những gốc đầu tiên để tiêu thụ và sản xuất và cũng như gắn liền với cuộc sống của anh em Tây Ninh thì là chỉ có Belarus. Rồi đến dòng Ford thì xứ sở Tây Ninh là em hôm nay em đang còn ở ngay ở tại Tân Biên, Tân Châu Tây Ninh. Đấy. Và bây giờ các bác cùng em xem tiếp của nhà là máy của em, đó là bốn máy, bốn heo các bác nhá. Đấy. Đấy, hình như lốc xe là khô rang hết các bác. Khô rang không biết như nào gì hết. Chỉ có một tí cái phớt cầu thôi. Đấy. Nhưng mà không phải cái phớt anh ơi, bị cái rong. Cái rong thì không phải đâu. Cái rong ở trên, cái nắp chụp ở trên. Đúng rồi. Đấy. Các bác xem rồi. Cái rong này cho mua cái miếng keo về test vô xịt lại. Đấy. Rồi các bác xem đây cho em. Chín chín các bác nha. Có ngày tháng năm sinh luôn. Có ngày tháng năm sinh của em luôn. Nếu mà năm 99 thì em này cũng đã già rồi các bác nhé. Cái thời mà em còn trẻ thì lướt trên sàn siêu mẫu thì được nhất nhiều đại gia trên thế giới coi như chăm chú lướt mắt nhìn, đúng không bác? Những cặp giò dài, da trắng, tóc vàng, mắt xanh, môi đỏ. Đấy. Và cái đầu Belarus hôm nay thì sự hiện diện có một cặp vỏ cái 18430 chủ mới thay, hầu như đang còn thơm mùi nhựa sống các bác nhá. Rồi 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 nô luôn rồi đây luôn. Rồi bây giờ mời chủ nhà lên vào buồng lái để tiết độ người mẫu Belarus trong buổi trưa hôm nay. Lúc này là đã 11:30 bắt đầu. Cái là người mẫu ở chủ nhà cái đền này là em không nổ luôn đi. Pít. Chúng ta nghe tiếng nổ là chúng ta biết rồi đúng không ạ? Đánh giá được xe chưa? Đấy.
này là hết thuốc luôn cơ. Tặng hoa điều gì để nói. Cầu hơi vào. Đúng rồi, cầu hơi, cầu hơi. Cái này cài cầu hơi các bác nhá, của cốc luôn này. Cốc nhận vào là cài cầu. Hiện đại, đời mới. Đây. Thắng hơi đã thức đầy đủ. Rồi, tắt rồi. Rồi, ok. Và tiếp tục thì Lê Tuấn đây làm công việc của mình. Nói chung trong 2 phút vừa qua thì tiếng nổ em ấy là các bác đã đủ thẩm âm, đúng không ạ? Ở góc độ tiếng nổ. Đấy, thứ hai nữa thì chi tiết của Lê Tuấn với làm việc của chúng ta là tiếp tục video các bác theo dõi cùng em. Và cái vỏ bên này thì là 18430, vỏ hầu như còn mới các bác nhé. Đấy, hầu như cả rất mới, chứ không phải là mới thay. Vừa cả coi như là công chiếc này kia cũng chuẩn bị khoảng 30 củ. 30 củ, đấy. Rồi tiếp tục em đi đằng trước xong rồi thì em quay về phía bên hông để các bác chúng ta nhìn cabin cũng như tất cả bánh lái, bánh cái của em nó và bên phía này. Đúng không bác? Đấy. Rồi thứ hai nữa em tiến vào bên đằng sau, tức là đít xe của em nó thì chúng ta biết những người mẫu thường thường là chân dài, đúng không ạ? Thì người mẫu là chân dài không ạ? Cứ cao 1m75 đến 77-78. Đúng không bác? Thì chúng ta đã nhìn em này chúng ta cực kỳ là kết, bởi vì thông thoáng, cao ráo, đẹp, đúng không? Đấy, thì trong cái đít của em ấy có cặp kiếm luôn, đang sẵn zin của em ấy luôn này. Đấy, chủ nhà đang để nguyên một cặp kiếm. Đi theo với xe là một cái mọc, các bác nhá, mọc đồng bộ. Thì em đã giới thiệu là cái mọc đồng bộ này thì chiều dài. À, cái mọc đồng bộ này là nó là đồng bộ mà nó dài là 4m2, cao 1m7, rộng 2m2. Cầu Hyundai 11 tấn, bánh đôi, một tí bò. Cộng vào với tất cả về hệ thống ti biên nâng là đều bằng hệ thống hơi các bác nhá. Đây và dàn dây để chủ nhà bắt rang để hơi và thắng ti bò đầy đủ hết cho chúng ta. Và đèn kèn là 5 dây, cả 5 dây đầy đủ. Đấy. Tất cả mọi cái đang rin nguyên y bản 2 thùng dầu các bác nhá. Đó. Còn cabin thì cực kỳ hiện đại, có thể mắc võng để ngủ. Đấy. Nếu bác nào chúng ta có quen, chúng ta theo dõi video này, các bác cái điện thoại cho em 0394 326 198, em dẫn các bác đến và thực hiện xem chết tại nhà mà thấy tay rồi. Đấy, bởi vì em rất tiếc rằng có những người, đúng không ạ, người ta sử dụng nhưng người ta không sử dụng nữa, người ta bán, thì em Lê Tuấn phải có mặt để review tức thời cho các bác. Nếu bác đại gia nào có tiền, các bác hãy nhìn kỹ trước khi em review. Đấy. Và riêng cái mọc của em nó, các bác nhá, cái mọc này là theo với đầu là 360 triệu. Nếu bác nào mà có anh em thân thiết thì rủ nhau qua bên này, người mua đầu, đấy, và người mua mọc, đấy, thì đầu trị giá là 300 triệu, mọc là 60 triệu, có giấy tờ đầy đủ. Đấy, nếu bác nào mà lấy cái mọc này 60 triệu, các bác nhá, là có giấy tờ. Đấy, còn trước khi là bán đầu trước thì là vì bán mọc sau. Chứ nếu như mà đầu đi rồi mà để mọc lại thì cũng không được. Nhưng nếu như mà em mong các bác nào mua đầu là ok các bác nhá, thì cái mọc này em bán rất dễ, rất đông người đang cần mọc này. Đấy. Và em đi một lượt luôn cho các bác biết là cái mọc này. Đấy, đây là bên hông này. Vỉ là toàn bộ của Mỹ, vỉ sắt là Tây Ninh đóng.
bánh đôi. Và bánh của nó là 11.020 bác nhá. Đây này, 11.020. À, 11.020. Bánh đôi vỏ còn rất ngon. Hầu như còn 80 đến 75%, nói chung là đi còn rất nhiều. Đấy. Hai vỉ sắt cực kỳ đẹp, có nhà dày cực kỳ. Đấy. Đấy. Tất cả mọi chi tiết các bạn này, đấy, đi rất kỹ lưỡng cho các bác. Cao 1m7, rộng 2m4, dài 4m2. Rồi, hầu như tất cả các thứ đều phẳng cho các bác rất dễ, rộng rãi, nhất là các bác ở Tây Ninh có giấy tờ luôn nhá. Cho nên các bác ở Tây Ninh các bác cố gắng ngay điện thoại cho Lê Tuấn 0394 326 198 các bác nhá, em dẫn các bác đến. Riêng cái món này cực kỳ rẻ. Đấy, thắng hơi lắc kê đầy đủ, cầu ca mát 11 tấn. Có giấy tờ. Đấy, mọi chi tiết thì em cũng đã review rất kỹ cho các bác ngay trong ngày hôm nay. Tối nay em lên các bác cứ vậy các bác xem. Rồi các bác alo cho em. Đấy, vỏ đây 11.020. Đấy. Alo. Rồi, và em vừa nghe điện thoại xong thì em tiếp tục lại cái con đường của em tiếp tục là dẫn các bác để xem xét cái mọc này. Đấy, thì cũng như em đã nói các bác rồi, chỉ cần một tí bò các bác nhá. Đồng bộ thắng người lắc kê đầy đủ. Cầu 11 tấn. Cá mát. Hai tầng nhíp. Đấy, sexy thì cũng đơn giản. Đấy, rất đơn giản. Quá nhá. Đấy. Cái mọc này nó đơn giản cho nên là nó cũng rẻ tiền, nó đúng. Chứ đúng ra là phải một sexy nữa, nhưng cũng được. Ok. Đúng ạ, để chúng ta nhìn nhận cho nó đúng. Chứ đúng ra là một tầng dưới nữa, có nhá. Đấy, nhưng cũng đúng thôi. Thì mọc này 60 triệu có giấy, bắt đầu ấy giơ tay đăng ký cùng em. Quá nhá. Rồi, và để tiếp tục em đi sang bên này cho bác xem được kỹ. Ở bên này và bên góc bên này là cái mọc. Đấy. Mọc thì không quan trọng gì, nhưng mà quan trọng nhất là đẹp các bác, cực kỳ luôn. Nhá, mọc này thì không có điều gì để nói. Nếu như mọc này em mới thật với bác, như ở bên Trân Thành là tầm cả khoảng 75 80 triệu. Quá nhá, nhưng ưu tiên cho bác nào mua đầu trước thì mới bán mọc, chứ không phải bán mọc trước các bác nhá. Em nói trước các bác là bác nào mua đầu thì chủ nhà phải bán mọc sau. Hoặc là các mua luôn. Đấy. Là giá trị nó như vậy, chứ không phải là còn các bác mà mua mọc trước là không được. Chủ nhà không bán mọc trước. Đấy, và tiếp tục chữ A, xịn sò các bác nhá. Chữ A cực kỳ luôn. Đó. Đây hết. Đây. Cực kỳ chưa? Đó. Rồi ok, và tiếp tục em đi sang bên này và cabin cho các bác xem. Nha, bên này thì cũng vậy, đều có nguyên đẳng cấp của Belarus người mẫu. Không còn gì để nói và cũng không chần chừ. Chỉ mong các bác có tên. Các bác ôm ngay với một cabin. Đây, em lên. Để cho các bác xem. Đây, thứ hai là cabin của em ở đây. Và một cái yên xịn sò, cực kỳ. Đấy. Đây. Rộng rãi chưa? Các bác mặc võng này để ngủ cũng được. Một yên cực kỳ, nó to. Quá nha. Đấy, đấy. Ok. Đây. Các bác thấy chưa? Đấy, cả nhà là ngồi rất vui vẻ. Rồi ok, bên này để quá nhá, đây là chỗ để nhíp đánh răng này, để đầy đủ cái này. Đấy, có nhá. Đấy, đấy. Rồi ok, đây tất cả đồng hồ điện, đồng hồ dầu, đồng hồ km đầy đủ các bác nhá. Đấy, giờ để coi bao nhiêu giờ. Đây, đây các bác này, đó 47190 4790. Rồi vào đây. Đấy, em là có điện thoại. Để em một chút các bác nhá. Rồi, và Lê Tuấn đang còn review và đang ngồi ở giữa bụng của em Belarus người mẫu này. Đấy, thì có người gọi điện cho Lê Tuấn để bán xe. Thì Lê Tuấn nghe một chút và Lê Tuấn tiếp tục quay về vị trí của mình. Và đây là những gì là của em nó. Đấy, các bác muốn sở hữu ngồi đen đít của em nó thì hãy cùng Lê Tuấn các bác nhá.
rồi Lê Tuấn dẫn đến để các bác chiêm ngưỡng, rồi các bác bắt đầu thầm âm và các bác rước em về làm vợ, cực kỳ đẹp các bác nha. Đây option bun hết luôn một màu đen xì. Đấy, con gái thì con nào cũng phải có chỗ đen đúng không ạ, người mẫu cũng phải có chỗ đen chỗ tặng các bác nha. Đấy, cho nên là các bác cứ bình tĩnh. Đấy, Belarus thì đen nhiều hơn trắng. Đấy, thôi nha. Rồi, ok. Rồi, tiếp tục em xuống. Và để đưa các bác xuống xem ở dưới này. Cái đùi của em ở đây. Đấy, thôi nha. Đấy, và tiếp tục hành trình. Máy móc cực kỳ đẹp. Đang sáng ô. Và hầu như không có một tí nhớt đạo đổ. Các bác nha. Không có một tí nhớt tí nào, không có một tí nào. Đấy, có thấy chưa, đời chín chín nhá, đời cao. Còn những cái gì em chưa rành thì mong các bác thông cảm cho em, và em cũng chỉ quay chi tiết như vậy cho các bác và giới thiệu về giá cả nhá. Đấy, còn cái gì các bác đánh giá và gặp chủ để các bác nói chuyện. Và cuối cùng thì em xin chân thành cảm ơn đến các bác đang theo dõi kênh của em. Và hôm mấy hôm nay thì nói chung cuộc sống của anh em vào những ngày cuối Tết đúng không? Chuẩn bị đón Noel, em cũng mong các bác là nồng độ cồn liên tục đo, cho nên các bác phải hết sức cẩn thận. Nếu như em không nhắc nhở các bác, có khi các bác quên thì đó là các bác phải chịu trách nhiệm. Còn các bác không may mà đo nồng độ cồn thì rất ảnh hưởng, vừa mất tiền mất bằng các bác nhé. Và cuối cùng thì em cũng đã từ sáng đến giờ em qua bên này 150 cây số để review hai nơi cho người em bán chiếc Belarus này. Và tổng thể hôm nay cuối cùng thì em cũng tuyên bố với các bác một cái giá cả của cái đầu này và cái mọc là 360 triệu có giấy tờ đầu và giấy tờ mọc các bác nhá. Bác nào mua đầu trước thì bán mọc sau, còn nếu như bán cùng một lúc thì chủ mới chấp nhận, còn nếu như mua mọc trước chủ không bán các bác nhá. Mua mọc trước là chủ bán, để chờ đến khi hai bác cùng một lúc mà mua hoặc kết hợp với em. Các bác kết hợp với em là có một người mua đầu, có người mua mọc và có người mua đầu thì các bác đến rồi em sắp xếp mua luôn một lúc. Và cuối cùng thì em xin chân thành cảm ơn các bác và các bác cho em một like, cũng như các bác chưa xem thì các bác đăng ký kênh và hãy nhấn cái chuông để tiếp tục coi như là lúc nào video của em vào tầm phân khúc của các bác thì các bác alo cho em 0394 326 198, em sẽ là người dẫn các bác đến để tai nghe và thấy TR và thương lượng đưa em mới về làm. Còn bác nào muốn bán một cái gì, chảo, xe nhỏ, xe to, máy cày lớn, máy cày nhỏ thì các bác hãy điện thoại cho em. Em mới đến em quay như chiếc xe này ở Tân Biên, Tân Châu, Tây Ninh. Như từ sáng đến giờ em cũng đã review. Và cuối cùng em xin chân thành cảm ơn các bác và hẹn lại video sau.